Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Cơ thể bạn nói gì được phát sóng vào thứ ba và thứ sáu hàng tuần. Và ngày hôm nay, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi rất mong là chủ đề của chương trình sẽ nhận được nhiều sự quan tâm của quý vị. Đó chắc hẳn là một chủ đề mà rất nhiều quý vị khán giả, đặc biệt là chị em phụ nữ, rất mong muốn được giải đáp. Làm thế nào để chúng ta có thể có một phương pháp loại bỏ u xơ, u nang an toàn tại nhà không cần phẫu thuật? Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì như Thảo Vân đã nói, chúng ta sẽ nói về một chủ đề mà rất nhiều khán giả quan tâm, bởi vì thực tế cho thấy là hiện nay ấy, cái tình trạng những người phụ nữ bị u xơ u nang có thể nói là đang ngày càng gia tăng và số lượng bệnh nhân rất là nhiều. Người mà bị u xơ nang có thể các khối u là lành tính. Tuy nhiên thì khi mà phát triển quá lớn, nó sẽ gây chèn ép các cơ quan, nó sẽ gây ra sự đau đớn, thậm chí là nếu như mà chúng ta mà không điều trị kịp thời, nó có thể dẫn đến những biến chứng sau này như là vô sinh, thậm chí là có thể ung thư chẳng hạn, tức là rất nhiều những biến chứng nguy hiểm. Ở trong Tây y thì thường là các bác sĩ sẽ lựa chọn một phương pháp tối ưu, đó là phẫu thuật để loại bỏ khối u. Tuy nhiên với nhiều người sau khi phẫu thuật rồi thì họ sẽ có một cái băn khoăn là phẫu thuật xong rồi thì liệu là khối u đó có khỏi hoàn toàn không, liệu có tái phát không và liệu có gây ra biến chứng gì không, khi phẫu thuật sau hậu phẫu chẳng hạn thì nó sẽ gặp những đau đớn như thế nào. Đương nhiên đó là những cái vấn đề mà những người mà phải đối mặt với chuyện phẫu thuật bao giờ cũng sẽ lo lắng và tìm hiểu. Và vì vậy thì thường là những người bị bệnh sẽ luôn luôn có một mong muốn rằng giá như chúng ta có thể có một phương pháp nào đó có thể loại bỏ được cái u xơ u nang một cách an toàn hiệu quả mà không phải phẫu thuật, thì có lẽ đấy là mong muốn của rất nhiều người, đúng không ạ? Và chính vì vậy thì ngày hôm nay, thưa quý vị, chủ đề của chương trình đó là phương pháp loại bỏ u xơ u nang an toàn tại nhà không cần phẫu thuật, chắc chắn sẽ là vấn đề mà chúng ta quan tâm. Tuy nhiên đó là phương pháp thế nào, làm thế nào để chúng ta có thể thực hiện được phương pháp này, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng lắng nghe phần chia sẻ của các khách mời của chương trình hôm nay. Trước hết chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu thầy thuốc nhân dân, phó giáo sư tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Quốc Bình, nguyên giám đốc bệnh viện y học cổ truyền Trung ương. Xin chào MC và các quý vị khán giả. Và một người khách nữa chúng tôi xin được giới thiệu, bạn Mai Trang. Dạ, xin chào chị MC Thảo Vân, xin chào bác sĩ ạ. Trước hết thì xin được mời các vị khách mời của chương trình cùng quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi một phóng sự sau đây. Hiện nay số lượng nữ giới trong độ tuổi từ 30 đến 50 mắc các bệnh u nang buồng trứng, u xơ tử cung đang ngày càng gia tăng với những biểu hiện phức tạp. U nang, u xơ xuất hiện gây ra tình trạng đau, nặng bụng, rong kinh, rong huyết, đau khi quan hệ, khí hư bất thường. Theo thống kê, khoảng 30 đến 40% phụ nữ mắc ung thư cổ tử cung là do chủ quan không điều trị u xơ sớm hoặc điều trị không đúng cách. Bên cạnh phẫu thuật loại bỏ khối u với nhiều rủi ro, người bệnh đang tìm đến phương pháp từ công thức thảo dược kết hợp với công nghệ tiên tiến giúp loại bỏ u xơ, u nang tại nhà đơn giản và hiệu quả, không lo biến chứng. Đúng là cái phóng sự cũng đưa đến một thực tế và đây cũng là điều băn khoăn của rất nhiều người. Chúng tôi thì thường là nghe nói về u xơ u nang, rồi ngay cả những bệnh nhân bị u xơ u nang nhiều khi ấy, cũng không hiểu thật cụ thể u xơ u nang là bệnh như thế nào. Và khi nào thì chúng ta biết rằng ồ, thế là mình đã bị u xơ u nang rồi. Trước hết có lẽ xin mời bác sĩ cùng giải thích về vấn đề này với chúng tôi ạ. Bệnh lý u nang u xơ là tình trạng rối loạn chuyển hóa của các tế bào tuyến tăng sinh khó kiểm soát, gây nên các cái u nang u xơ. Về u xơ thì như chúng ta đã biết thì nó là một cái khối xơ hóa tương đối cứng và đặc và rất khó tiêu. Còn u nang thì là một cái khoảng một cái màng bọc, trong đó có nhiều chất dịch chứa dịch và cũng có thể dễ tiêu hơn. Thế tuy vậy nhưng mà khó kiểm soát cái sự phát triển to lên của u nang. Mà trên siêu âm thì chúng ta nhìn thấy các cái khoảng trống âm rất rõ. Thì đấy là hiện tượng u nang và u xơ. Khi nào thì chúng ta biết là đã bị u nang u xơ ạ? U nang u xơ to lên thì có thể nó chèn ép ở một số bộ phận, nhất là vùng tiểu khung, vùng khung chậu, và nó có thể chèn ép và gây rối loạn tiêu hóa, rồi gây mót đi tiểu hoặc là chảy máu vân vân. Khám sức khỏe định kỳ cũng dễ dàng phát hiện qua siêu âm. Thưa bác sĩ, vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến cái tình trạng đến bệnh u xơ u nang ạ? Thường có 3 nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất là do rối loạn cái cân bằng nội tiết của nam và nữ, của nữ estrogen và của nam là testosterone. Thứ hai là do các cái nguyên nhân do độc tố, cuộc sống chúng ta ăn uống các thực phẩm không được sạch, chứa nhiều độc tố
hoặc những tình trạng thần kinh căng thẳng, hoặc các cái tình trạng viêm nhiễm kéo dài ở các bộ phận cơ quan sinh dục nam và nữ. Một cái nguyên nhân nữa có thể do gen di truyền, bố mẹ hay bị u nang u xơ thì có thể các con cái cũng có thể mắc theo. Đấy là ba nguyên nhân chủ yếu gây nên u nang u xơ hiện nay. Nếu như chúng ta cứ để những khối u đó nó cứ phát triển to lên và không điều trị kịp thời thì nó sẽ gây ra những cái tác hại hay là những biến chứng như thế nào ạ? Đối với u nang u xơ của cả nam và nữ, khi mà nó phát triển to lên có thể nó gây chèn ép ở các khu vực đó. Tôi nói ví dụ như chèn ép ở gần cái khu vực tiêu hóa thì có thể gây rối loạn đại tiểu tiện, có thể gây táo bón hoặc gây mót tiểu hoặc là gây đại tiện rối loạn tiêu hóa, hoặc có thể gây đau bụng vùng dưới bàng quang, có thể gây rối loạn tiểu tiện và đi tiểu thường buốt rắt, hoặc là có hiện tượng căng tức vùng bàng quang, vùng bụng dưới, có thể gây chảy máu. Và đối với phụ nữ thì rất hay bị rong kinh, rong huyết, có thể là những cái khối u nó chèn ép mà nó phát triển ở những thành tử cung rồi nó làm mỏng thành tử cung và có thể nó gây vỡ ra chảy máu và có thể nhiễm trùng. Đối với những phụ nữ mà còn tuổi sinh nở rất khó có bầu cho nên dễ gây vô sinh, hiếm muộn, đe dọa cái sảy thai, đồng thời ảnh hưởng đến cái dinh dưỡng của thai nhi, bào thai, rất khó đậu. Cái nguy cơ lớn nhất của u nang u xơ là có thể cao hóa, tức là ung thư hóa. Với bất cứ một bệnh nào cũng vậy, khi mà chúng ta mà cứ để kéo dài và không điều trị dứt điểm thì nó đều có thể biến thành những cái biến chứng nào đó, hoặc là nó gây ra những tác hại rất là lớn tới sức khỏe con người, đúng không ạ? Và như chúng tôi giới thiệu từ đầu thì trong chương trình hôm nay chúng tôi cũng mời đến bạn Mai Trang, cũng là một người mà có thể nói là cũng trải qua những cái hoàn cảnh rất là thực tế với mấy cái câu chuyện mà ngày hôm nay chương trình đề cập. Vậy thì Mai Trang có thể chia sẻ với khán giả về cái tình hình bệnh của em và nó ảnh hưởng như thế nào tới cái cuộc sống của em? Dạ, xin chào chị MC Thảo Vân, xin chào bác sĩ. Tôi năm nay 37 tuổi. Tôi đã mắc cái chứng bệnh mà u xơ tử cung cách đây cũng hơn một năm nay rồi. Cái tình trạng bệnh của tôi thì nó kéo dài rất là dai dẳng. Tôi bị đau tức ở vùng bụng dưới, cơ thể tôi khá là mệt mỏi, da rẻ thì sạm lại, đi tiểu đêm cũng nhiều. Chưa đến tháng kinh, chu kỳ kinh nguyệt của tôi thì tôi đã bị rong kinh, thậm chí kinh còn ra máu đen nữa. Cơ thể đã mệt mỏi rồi, ăn uống cũng không được ngon miệng. Tôi đi khám, bác sĩ kết luận là tôi bị u xơ đa nhân xơ, kích thước là 25x30mm. Thì sau khi về thì tôi có sử dụng các loại thuốc mà tôi uống, nhưng tôi lại càng thấy cái bụng của tôi lại càng bị đau, đau dữ dội, thậm chí là đi tiểu lại càng ngày càng nhiều. Khám định kỳ lần thứ hai, cái kích thước của tôi đã bây giờ đã lên đến 30x45mm rồi, nó khá là to, tôi phải phẫu thuật. Thì tôi rất sợ mổ xẻ, vì mổ xẻ thì tôi cảm giác là tôi luôn luôn bị mệt mỏi, yếu, sức khỏe cũng như là cái công việc của tôi nó bị hoãn lại rất là nhiều. Nên là hôm nay tôi đến đây thì rất là mong muốn được bác sĩ chia sẻ làm thế nào để tôi giảm được cái tình trạng cái bệnh u xơ tử cung của tôi và không phải đi phẫu thuật, mà luôn luôn được an toàn và lành tính. Cái băn khoăn của Mai Trang ấy có lẽ cũng là cái băn khoăn của rất nhiều những chị em mà không may mà bị u xơ hay u nang. Bởi vì rõ ràng là khi mà bị bệnh thì mọi người đều tìm một phương pháp nào đó để điều trị. Nhưng mà nói đến phẫu thuật là rất sợ, bởi vì cả cái quá trình phẫu thuật đã đành, nhưng rồi còn hậu phẫu, rồi liệu có biến chứng gì không, rồi liệu sau đấy nó sẽ gặp phải những vấn đề như thế nào. Mọi người đều rất là lo lắng, băn khoăn. Vậy thì thưa bác sĩ, liệu rằng chúng ta có những cái giải pháp như thế nào để có thể loại bỏ được cái u xơ u nang nó an toàn, nó hiệu quả mà không cần phải phẫu thuật không ạ? Chúng ta biết là nguyên nhân của cái sinh ra u nang u xơ chủ yếu là mất cân bằng cái nội tiết, thứ hai là các cái độc tố trong quá trình sinh hoạt và cuộc sống và môi trường cũng như là viêm nhiễm gây nên. Hạn chế được các cái nguyên nhân tác hại thì cũng là một phần phòng được cái u nang u xơ. Thế còn đã bị rồi thì chúng ta chọn cái giải pháp trước mắt là nội khoa an toàn đã. Đối với biện pháp phẫu thuật thì cũng là biện pháp ngọn, không triệt để, không đảm bảo được cái nguyên nhân để gây nên khối u có tái phát hay không. Tốt nhất là chúng ta chọn giải pháp an toàn, tìm các cái chế phẩm mà hỗ trợ cho sự cân bằng nội tiết, ức chế và tiêu trừ khối u, và hai nữa là tăng cường miễn dịch đề kháng để làm cho cơ thể mình không bị tái phát lại,
mà khối u tự tiêu đi, đồng thời không tái phát và không phát triển. Đấy là cái giải pháp mà nội khoa chúng ta dùng tìm từ thảo dược là an toàn nhất, bởi vì đó là giải pháp gốc của vấn đề. Chúng ta giải quyết được căn nguyên sinh ra khối u. Và để tìm hiểu sâu hơn vấn đề này thì chúng tôi muốn mời quý vị cũng như các vị khách mời chúng ta cùng theo dõi một tình huống vui sau đây. Bình ơi, Bình ơi, tôi còn xong hoa quả rồi đây. Ăn đi Bình ơi. Nào, ăn đi. Tôi thấy da mình xanh lắm. 2-3 tháng nay người nó cứ mệt mỏi, rồi đau bụng, rồi rong kinh, rồi nó lại còn ra cả máu đen nữa. Mình đã đi khám chưa? Khám bác sĩ chưa? Thì bác sĩ bảo rồi. Sao? Bác sĩ bảo bị u xơ tử cung mà to đến 4 phân cơ. Bác sĩ bảo bây giờ phải phẫu thuật cắt nó đi, chứ không cứ để như thế thì nó ảnh hưởng đến các cơ quan khác, mà sau này lại còn ung thư nữa cơ. Nhưng mà tôi chả muốn mổ, chỉ muốn xem có cái thuốc nào uống để cho nó tiêu đi, động lên dao kéo, rồi lỡ may nó không hết hẳn, nó còn bị nhiễm trùng vết mổ thì khổ lắm. Hình như là tôi đã nghe đến cái chuyện này một lần rồi ở cơ quan. À, em còn nhớ bà Huệ không? Bà ấy cũng bị cái bệnh y như em ấy. Thế mà bà ấy uống cái viên gì là cái viên sủi ấy, thế nó tiêu hết. Để yên, để bây giờ để anh nhắn tin cho bà ấy, để hỏi xem cái tác dụng cái viên sủi như thế nào nhá. Rồi, chờ một lát, thế nào cũng trả lời ngay nhá. Thôi bây giờ thế này, trong khi chờ đợi, nghe tôi, ăn một tí đi, cho nó mát chuột nhá. À đấy, đấy, nhắn tin ngay rồi đây này. Đấy, nhanh thế đi. Ừ, đây. Anh ơi, đó là viên sủi u xơ thảo dược. Em bị u to 5 phân đấy. Em uống và em thấy đi siêu âm thì bác sĩ bảo là nó tiêu hết rồi. 100% thảo dược thiên nhiên. Đấy, có cả các thành phần chính là sâm ngọc linh quý. Đấy, tác dụng nó hạn chế u phát triển, tiêu u, nó ngăn mầm mống hình thành u mới, rồi còn ngăn ngừa cả ung thư nữa đấy. Chưa kể sử dụng công nghệ của Nhật, chất lượng Nhật Bản thì quá yên tâm rồi còn gì. Anh cứ bảo chị dùng đi. Đấy. Ngoài ra ở trong này còn có các thành phần thảo dược quý hiếm như là trinh nữ hoàng cung, rồi bạch hoa xà thiệt thảo, rồi hoàng kỳ. Mà ông ơi, cái sâm ngọc linh này là đắt lắm đấy, có cả 100 triệu một cân. Thế cho nên người ta mới phải áp dụng công nghệ cao, nano hướng đích siêu hoạt hóa của Nhật. Nó sẽ tăng hiệu quả lên 400 lần viên nén thường, chỉ cần một lượng nhỏ sâm đấy. Thế là có hiệu quả rất cao rồi. Đấy, nếu người bệnh bình thường cũng mua và sử dụng được. Thế thì là ông xem bán ở đâu, ông hỏi mua ngay cho tôi đi. Vợ yêu cầu như thế thì kiểu gì thì anh cũng phải đáp ứng ngay. Thưa bác sĩ, thưa khách mời, chúng ta vừa theo dõi một tình huống của chương trình. Và có thể thấy là hiện nay khi mà y học phát triển rồi thì chúng ta cũng có thể nói là rất là may mắn. Khi mà nhờ cái sự phát triển của y học như vậy thì chúng ta có rất nhiều những phương pháp. Và như trong tình huống vui vừa rồi thì các nhân vật có sử dụng viên sủi thảo dược bào chế từ sâm ngọc linh, và cùng với một số những cái loại thảo dược quý khác như là trinh nữ hoàng cung, hay là bạch hoa xà thiệt thảo, hay là hoàng kỳ. Vậy thì bác sĩ có thể nói chúng tôi biết về thành phần của những cái loại thảo dược này không ạ? Sâm ngọc linh của chúng ta qua kiểm định khoa học thì là cái sâm và loại tốt nhất thế giới hiện nay, một trong 4 loại tốt nhất hiện nay. Nhưng đặc biệt đối với sâm ngọc linh của chúng ta, cái hàm lượng saponin còn cao hơn rất nhiều sâm của Hàn Quốc. Mà saponin là cái thành phần mà tác dụng chính trong điều trị ung thư, điều trị u biếu tuyệt vời, ức chế, hạn chế sự phát triển của u biếu rất tốt. Ngoài ra thì còn rất nhiều cái tác dụng khác của sâm ngọc linh như là giảm mỡ máu, ổn định đường máu, rồi bổ gan, rồi bảo vệ, rồi tăng sức đề kháng cơ thể, rất tốt. Rất nhiều tác dụng của sâm ngọc linh kết hợp với một số cái thảo dược quý của y học cổ truyền Việt Nam như là bạch hoa xà thiệt thảo, như là trinh nữ hoàng cung và hoàng kỳ, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, có tác dụng ức chế phát triển u rất tốt. Tôi muốn hỏi bác sĩ là sâm ngọc linh ý,
thì nó rất là đắt đỏ và quý hiếm ý. Thì cái người bệnh như tôi liệu có sử dụng được không ạ? Đã được chế thành viên sủi theo công nghệ nano của Nhật Bản. Cái hoạt chất đó đến được cái tế bào đích, hạn chế sự phát triển của u nang u sơ rất tốt. Tôi được biết trên thị trường hiện nay có viên sủi kết hợp những thảo dược quý và ứng dụng công nghệ nano hướng đích, thì chắc hẳn công dụng ấy rất vượt trội, có phải không bác sĩ ạ? Có mấy cái ưu điểm vượt trội, ức chế sự phát triển các u nang u sơ và dần dần làm mềm ra và làm có thể tiêu dần các cái khối u sơ u nang, cân bằng lại cái nội tiết và miễn dịch cho cơ thể để làm sao mà giữ ổn định và chống tái phát, thanh lọc cơ thể, đào thải các độc tố trong cơ thể, sự phát triển khối u sẽ bị hạn chế và không bị tái phát, mà lại từ thảo dược 100% rất an toàn. Chị em chúng tôi, nhất là những người bị bệnh thì cần phải lưu ý thêm những điều gì nữa ạ? Chúng ta phải kết hợp với các biện pháp phòng bệnh khác, như là phải có chế độ sinh hoạt, ăn uống, rồi thể dục một cách hợp lý, khoa học, để làm sao mà tránh căng thẳng, rồi tránh ăn phải những thực phẩm có nhiều độc tố, là rồi môi trường cũng phải cố gắng đảm bảo cho hạn chế các tác nhân độc hại của môi trường, cũng như là tránh bị viêm nhiễm trong cơ thể, các bệnh mãn tính ở các cái cơ quan sinh dục kéo dài cũng là một trong những căn nguyên mà phát triển u nang u sơ như chúng ta đã nói ban đầu. Từ ô nhiễm, từ viêm nhiễm cũng có thể phát triển cơ mà. Cho nên là chúng ta cố gắng là có cái đời sống sinh hoạt nó thật khoa học và tập luyện nó phù hợp để làm sao hạn chế được các cái tác nhân có thể hình thành và phát triển u nang u sơ. Cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ rất là quý báu, và chúng tôi mong quý vị khán giả chúng ta cũng lưu ý về những cái điều mà bác sĩ vừa tư vấn. Và Mai Trang, chúng tôi cũng chúc là bạn cũng sẽ có thể sớm mạnh khỏe hoàn toàn và không còn bị những cái vấn đề về sức khỏe mà bạn đang gặp phải nữa. Thưa quý vị các bạn, như vậy thì chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ, của khách mời của chương trình, để chúng ta hiểu hơn về một căn bệnh khá phổ biến hiện nay, và mong là chương trình chúng tôi cũng cung cấp cho quý vị các bạn những cái thông tin hữu ích để quý vị các bạn có thể sử dụng khi mà chúng ta không may gặp phải bệnh u sơ u nang trong cuộc sống. Xin được cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bạn Mai Trang, cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin được kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau của chúng tôi. Khối u sơ kích thước lớn ở tử cung khiến chị Trang thường xuyên phải chịu những cơn đau bụng dữ dội, tình trạng rong kinh, đi tiểu nhiều khiến cơ thể mệt mỏi, suy nhược, ảnh hưởng đến tâm sinh lý. Những tưởng phải sống chung với những cơn đau hàng ngày và nỗi lo khối u biến chứng thành ung thư, chị Trang may mắn tìm được viên sủi bào chế từ thảo dược quý, đem lại hiệu quả điều trị cao. Tôi thấy một số loại được bào chế từ sâm ngọc linh đều khá là tốt. Hiện tại sau khi sử dụng biện pháp hỗ trợ từ viên sủi từ thảo dược sâm ngọc linh, khoảng mấy tháng nay thì các dấu hiệu như là đau bụng dữ dội này, rong kinh này, nặng bụng này, hoặc đi tiểu nhiều lần gần như là của tôi không còn nữa. Thì tôi có đi siêu âm thì bác sĩ kết quả là khối u của tôi rất là bé, chỉ còn dưới 10mm thôi, trong khi trước là 40x30 cơ. Rất là mừng luôn ý. May quá tìm được cho mình một sản phẩm vừa uống này, và cái u của mình nó đã tiêu đi, không đau đớn gì mà rất là an toàn, lại còn ngăn ngừa mầm móng ung thư nữa. Cái mà chị em bị u sơ tử cung lo sợ nhất, tôi sẽ tiếp tục sử dụng để khối u của tôi được khỏi hoàn toàn. Bên cạnh việc sử dụng sản phẩm từ thảo dược thiên nhiên, chị Trang còn xây dựng cho mình chế độ ăn hợp lý, kết hợp nghỉ ngơi thư giãn khoa học. Nhờ đó cuộc sống của chị Trang đã thay đổi tích cực, không còn những cơn đau và nỗi lo ung thư tử cung, thay vào đó là một cơ thể khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái, lạc quan.